Tôi tên là Trương Hoàng Oanh, hiện đang là phó phòng kinh doanh cao cấp của công ty bảo hiểm nhân thọ Cathay Life chi nhánh Cần Thơ. Đầu tiên thì chị thấy là cô Nga chia sẻ 4 cái đồng rất là hay, rất là thực tế, và nếu như mà doanh nghiệp mình áp dụng được 4 cái đó thì có cái sự gắn kết nhiều hơn với nhân viên và cấp trên cũng như là công ty, thì cái điều đó là chị tâm đắc nhất. Mình nghĩ chắc là sự cống hiến của cái người lãnh đạo đó và những cái tận tâm và công nhận nhân viên, thì những cái điều đó làm nên một cái người lãnh đạo mà được nhiều người đồng lòng hơn và sẽ dẫn dắt doanh nghiệp tốt hơn.